Xin chào các bác xem kênh Hải Phong RV. Ngày mai là ngày mùng 8 tháng 8 và bên em thì có chạy chương trình giảm giá cho ngày kép trong một tháng. Cũng như những tháng trước thôi thì những cái ngày kép trong tháng thì bên em sẽ có chương trình giảm giá cho một số cái mẫu TV có mức giá tốt hơn. Mua trong dịp này thì sẽ có tốt hơn so với cả giá ngày thường. Thì bác nào mà muốn mua TV bên em, bên điện máy Ecomart, các bác cứ gọi về số tổng đài đó là 0974 178586 hoặc vào website để tham khảo giá. Website sẽ là eco-mart.vn. Và ngay sau đây thì em sẽ bắt đầu cập nhật một số cái mẫu TV được giảm giá trong ngày 8 tháng 8 để gửi đến các bác. Trong cái chương trình khuyến mại ngày 8 tháng 8 ấy, thì bên em có giảm giá cho hầu như là đủ hết tất cả các size màn hình, từ màn hình nhỏ đến màn hình to, 43 inch này, 50 này, 55, 65 và 75 inch. Thì em sẽ cập nhật cho các bác tất cả và sẽ bắt đầu từ size nhỏ, đó là màn hình 43 inch. Mẫu TV màn hình nhỏ 43 inch thì bên em có giảm giá thêm cho cái mẫu TV của Chieco. Model sản phẩm sẽ là BU43C. Dòng màn hình 43 inch thì độ rộng rơi vào khoảng tầm 96cm. Các bác treo trong phòng ngủ rất là phù hợp. Mẫu Chieco thì hàng sản xuất tại Việt Nam. Đây. Hiện tại thì rất là nhiều mẫu mã TV và em đang phải bày ở cái khe giữa quầy kệ, không còn chỗ để bày nữa. Bên ngoài thì một loạt là 32 và 43. Trong này có thêm cả dòng Chieco, dòng BU43C. Mẫu này thì màn hình độ phân giải Full HD. Màn hình Chieco bảo hành sẽ là 24 tháng chính hãng tại nhà và hỗ trợ 1-1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Mẫu này thì có kết nối Wi-Fi Bluetooth bắt đầy đủ, có và được xem cả YouTube, tích hợp đầu thu kia số. Các bác bắt mạng xem YouTube cũng được, hoặc các bác bắt trực tiếp cắm anten vào để mình dò kênh cũng được. Thì đây là mẫu Chieco, hàng Việt Nam sản xuất, bảo hành 2 năm và giá thành thì ngày mai bên em giảm giá xuống sẽ còn là 3.990.000. Mẫu này thì đang bán ngày hôm nay là khoảng 4.110.000, tức là giảm giá khoảng tầm hơn 100. Giảm giá thêm trong ngày kép để các bác mua hàng có mức giá tốt hơn so với ngày thường. Mẫu Chieco, đây cũng là một trong những cái mẫu TV 43 inch mà có giá thành đang tốt nhất tại điện máy Ecomart, gần như rẻ nhất nhé, 3.990.000. Hàng thì mới nguyên hộp, bảo hành 2 năm. Smart TV có kết nối Wi-Fi, vào được xem YouTube bình thường và hệ điều hành cũng như là cái độ phân giải màn hình sẽ là Full HD. Hiện tại thì em đang chưa cắm điện cho nên em chưa bật được lên cho bác xem. Mẫu này thiết kế viền mỏng nhé, viền mỏng tràn viền. Viền thì vẫn là bằng nhựa thôi nhưng mà thiết kế cũng tương đối đẹp, viền mỏng. Thì bác nào mà muốn tìm mẫu TV giá rẻ nhất, các bác có thể tham khảo mẫu của Chieco này, bảo hành chính hãng là 2 năm. BU43C, 3.990.000. Tiếp đó, mẫu TV màn hình to hơn, đó là dòng TV 50 inch. Thì ở mẫu TV 50 inch thì bên em có giảm giá cho dòng TV của LG, mẫu 50UQ801C0SB. Đây là một mẫu TV mà có thời hạn bảo hành 3 năm chính hãng, dòng LG. Mẫu này thì ra mắt trong năm 2023-2022. Dòng UQ801C0SB 50 inch. 50 inch thì độ rộng nó rơi vào 1m12. Các bác để trong phòng ngủ cũng được, hoặc các bác để trong phòng khách nhỏ cũng được. Mẫu 50UQ801 này thì màn hình độ phân giải là 4K rồi, tần số quét là 60. Âm thanh thì 20W, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, có điều khiển chuột bay Magic Remote của LG. Thiết kế viền mỏng, viền nhựa, chân đế để hai bên. Màn hình 4K đủ tính năng, bảo hành dài, hàng nhập khẩu tại Indonesia, chính hãng và thời gian bảo hành tới 3 năm. Về giao diện rồi ứng dụng TV thì giao diện là webOS đời 2022, giao diện cũng tương đối là mới và dễ dùng. Thứ hai là ứng dụng của nó thì có đầy đủ ứng dụng từ YouTube này, Netflix này, FPT Play, Clip TV, TV 360, rồi tìm kiếm giọng nói đầy đủ. Mẫu 50UQ801 thì trong ngày mai bên em giảm giá xuống còn 8.590.000, 8.590. Hiện tại thì cái mẫu này đang bán giá thành là 8.750.000. Ngày mai thì cũng giảm giá thêm một chút xuống còn 8.590.
để các bác mua trong ngày kép thì có mức giá tốt hơn mẫu 50 của LG. Điểm đặc biệt nhất của mẫu này đó là cái thời gian bảo hành là 3 năm. Các bác mua hàng, mua TV, hàng chính hãng để được thời gian bảo hành là 3 năm thì cực kỳ yên tâm. Tiếp theo, qua cái mẫu TV 50 inch thì chuyển lên mẫu TV màn hình to hơn, mẫu 55 inch. Thì ở dòng TV màn hình 55 inch bên em có giảm giá cho dòng TV của Samsung. Mẫu 55Q60B được giảm giá trong dịp này. Dòng 55Q60B thì màn hình QS của Samsung, màn hình đẹp. Độ phân giải vẫn là 4K nhưng mà trên màn hình sẽ có thêm công nghệ Quantum Dot, có một lớp phủ chấm lượng tử giúp cho độ hiển thị hình ảnh cũng như độ sáng nó cao hơn rất là nhiều so với cả dòng 4K thường. Dòng 55Q60B thiết kế bên ngoài là viền mỏng, viền nhựa. Chân đế thì bằng nhựa để ở chính giữa. Mẫu này là một trong những cái mẫu mà bán cực kỳ tốt bên điện máy Ecomart bên em. Khách hàng mua rất là nhiều. Màn hình đẹp, tần số quét thì 60, công nghệ QS của Samsung. Âm thanh thì 20W, có hỗ trợ âm thanh theo chuẩn động OTSDI. Rồi giao diện Tizen mới của Samsung, có cả tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt qua Bixby. Điều khiển thì điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Thiết kế đẹp, màn hình đẹp và có cả điều khiển sạc pin. Đây là một trong những cái mẫu TV mà cực kỳ được các bác yêu thích. 55Q60B thì trong ngày mai bên em giảm giá xuống còn 10.990.000, 10.990. Hiện tại thì cái mẫu này vẫn đang bán giá ngày hôm nay là 11.220.000. Ngày mai giảm giá thêm khoảng hơn 200 về còn 10.990. Các bác mua trong ngày kép thì giá thành nó sẽ rẻ hơn so với cả ngày thường. Đây là dòng TV của Samsung 55Q60B. Hàng thì sản xuất tại Việt Nam, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà và hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Sản phẩm bên em bán thì đều là hàng mới nguyên hộp 100%. Các bác mua hàng kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán. Và bên em thì bán hàng toàn quốc, giao hàng tại nhà toàn quốc. Các bác mua hàng cứ gọi về số tổng đài thì bên em sẽ tư vấn chi tiết cho các bác. Số tổng đài đó là 0974178586. Tiếp tục qua dòng 55Q60B thì em chuyển sang cái mẫu 65 inch. Ở mẫu TV 65 inch thì bên em có giảm giá cho dòng TV của TCL. Mẫu 65C845. 65C845. Dòng TV cấu hình cao nhất của TCL hiện tại. Màn hình mini LED. Các bác muốn tìm dòng cao cấp giá rẻ, các bác có thể chọn dòng TV của TCL này. 65C845. Mẫu này thì ra mắt trong năm 2023 của TCL. Thiết kế viền kim loại tràn viền vô cực. Chân đế cũng bằng kim loại để ở chính giữa. Thiết kế của mẫu này thì không phải chê rồi. Màn hình thiết kế rất là đẹp, viền mỏng tràn viền. Viền kim loại màu xám nhìn rất là sang. Màn hình thì độ phân giải là 4K, tần số quét thực của nó là 120Hz. Hỗ trợ các bác chơi game ở chế độ VRR là 144Hz hoặc là 240Hz ở màn hình 2K. Rồi màn hình độ sáng là 2000 nit, công nghệ mini LED. Đều là những cái công nghệ cao cấp nhất hiện nay ở trên mẫu TV thì tập trung hết theo mẫu này. Âm thanh thì hệ thống loa 2.1, loa Onkyo của Nhật Bản. Rồi tổng công suất loa là 60W, lại có loa bắt riêng. Rất là nhiều công nghệ. Hệ điều hành là Google TV, có tìm kiếm giọng nói cũng như điều khiển giọng nói rảnh tay. 65C845 thì trong ngày mai bên em giảm giá xuống còn là 18.290.000. 18.290 cho mẫu 65C845. Hiện tại thì đang bán bên em là giá khoảng tầm là 18.570.000. Tức là ngày mai thì sẽ giảm giá thêm khoảng tầm 300.000 nữa cho các bác mua hàng trong dịp ngày 8 tháng 8. Thì cái chương trình này diễn ra cũng rất là nhanh và số lượng hàng thì cũng không có nhiều. Các bác mua trong ngày mai, ngày 8 tháng 8 thì sẽ có giá tốt hơn so với ngày thường. Và hết chương trình ấy, thì bên em lại về giá cũ các bác nhé, chứ không phải là giảm giá, giữ giá như chương trình. Mẫu 65C845. Và mẫu này thì còn có thêm cái chương trình khuyến mại của TCL, đó là cái đổi trả, đổi mới trong vòng 6 tháng. Có nghĩa là TV mà lỗi hỏng do nhà sản xuất thì được đổi mới trong vòng 6 tháng đầu tiên. Ngoài ra là bảo hành 2 năm chính hãng tại nhà. Các bác ở đâu cũng được bảo hành.
sẽ có kỹ thuật của hãng TCL về tận nhà các bác để kiểm tra sửa chữa bảo hành tại nhà. Mẫu 65C845 giá là 18.290.000 trong ngày mai. Tiếp theo, qua mẫu 65 inch này thì em đã chuyển lên cái mẫu 75 inch. Ở dòng TV 75 inch thì bên em giảm giá cho mẫu của Samsung, mẫu 75 AU7700. Đây là mẫu TV mà có mức giá rất là tốt. Hiện tại TV của Samsung giá 75 inch mà giá rẻ ngang so với cả dòng TV của TCL. Thì các bác biết là cái mẫu này bán rất là tốt rồi. 75 AU7700. Mẫu này thì năm ra mắt trong năm 2021. Nhưng mà hàng thì hàng mới sản xuất trong năm 2024. Hàng mới nguyên hộp 100%. Cùng lắm là cuối năm 23 hoặc đầu năm 24. Mẫu 75 AU7700 này thì thiết kế màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét viền và tâm đèn VA. Âm thanh thì có tổng công suất là 20W. Có cả tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt qua Bixby. 75 AU7700, đây là cái mẫu mà đang rẻ nhất của TV Samsung hiện tại. Và tiếp tục ngày mai thì được giảm giá thêm. Giá thành ngày mai bên em giảm xuống còn 15.690.000. 15.690 cho cái mẫu 75 AU7700 này. Thì các bác muốn mua cái mẫu Samsung 75 inch thì các bác có thể tham khảo mẫu này. Ngày mai thì giảm còn 15.690.000 thôi. Thiết kế của dòng 75 inch thì viền nhựa, viền mỏng, chân đế để hai bên. Đầy đủ hết tính năng tìm kiếm giọng nói, Smart TV, kết nối Wi-Fi, Bluetooth đầy đủ. Hàng sản xuất Việt Nam, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Có một chú ý ở dòng TV của Samsung, đó là về cái điều khiển. Điều khiển của TV Samsung ấy thì thường là bảo hành 1 năm thôi các bác nhá. Nhiều bác mua hàng thì vẫn đang hiểu nhầm, đó là điều khiển bảo hành cho TV là 2 năm. Nhưng mà phụ kiện kèm theo TV thì chỉ bảo hành là 1 năm, điều khiển của Samsung bảo hành 1 năm. Và trên điều khiển của Samsung ấy thì thường có cái series để hãng họ check bảo hành và bảo hành theo cái series đó. Vì vậy mà khi mà sử dụng các bác phải giữ cái series. Cái series đó thì nó sẽ in trên cái điều khiển và dùng thời gian dài ấy, thì nó sẽ dễ bị bay màu. Vì vậy mà mình nên dán cái băng dính vào để mình giữ cái series không bị mờ. Tránh trường hợp sau này khi mà bảo hành ấy thì hãng họ sẽ đưa ra lý do, ví dụ như là mờ series không nhìn thấy thì nó sẽ không bảo hành được. Mình cần sử dụng chú ý hơn là mình giữ lại cái series đó để bảo hành về sau. Bảo hành thời gian sẽ là 12 tháng điều khiển của Samsung. Thì trên đây em đã cập nhật cho các bác những cái mẫu TV được giảm giá trong ngày kép ngày 8 tháng 8 tại bên điện máy Ecomart. Ngoài những sản phẩm này thì bên em còn bán rất là nhiều các mẫu mã TV khác nhau, sản phẩm khác, màn hình nhỏ, màn hình to đều có, đời mới, đời cũ đều có và tất cả đều là hàng chính hãng nguyên hộp mới 100%. Các bác nào mà muốn tham khảo những cái mẫu TV khác, các bác cứ bình luận ở dưới video thì em sẽ trả lời các bác dưới phần bình luận. Hoặc các bác nào mà muốn mua hàng, các bác gọi về số tổng đài đó 0974178586 thì bên em sẽ tư vấn báo giá cho các bác. Ở trên đây video cập nhật giá đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất từ kênh Hải Phong RV. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.